Xin chào quý vị các bạn, tôi tên là Chris, ở Việt Nam. Như nói nhỏ nhất và nói quá, tôi có tài kẻ chuyên quý. Học tiếng Việt khó quá, nếu khó quá. Giáo sát, giáo huyết, không ăn được, mâm tôm. Cô gái Việt Nam dễ thương quá và trái tim ấm áp. Tôi muốn tham gia chương trình vì tôi muốn khám phá ở Việt Nam. Nào các bạn, hãy cùng Chris khám phá Việt Nam nhé. Đã quen với không khí ồn ào náo nhiệt của thành phố hiện đại, hôm nay chúng ta cùng nhau tận hưởng một ngày thư giãn trong khung cảnh sông nước yên bình nhé. Xin chào các bạn, có thể ở đây cái nào trong nhiều nhất không? Đó là cái tre. Làng tre Phú An ở Bình Dương là nơi bảo tồn hàng trăm loại tre khác nhau. Chris được biết cây tre rất gắn bó với cuộc sống làng quê Việt Nam. Hello. Hello, xin chào. Xin chào. Xin chào. Giờ tiêu với các bạn, đây là cô Mi Hán, sáng lập làng trẻ Phú An, Bình Dương. Hello. Xin chào anh. Xin chào. Chris vừa đi thám quán mọt phóng. Ở đây có nhiều tre lắm. Dạ, ở đây trồng rất là nhiều tre. Tại vì do đó đó, ở đây mới gọi là làng tre Phú An. Ở đây sưu tầm tre của miền Bắc. Ở đây có tre đuôi phượng. Ở miền Tây Nguyên. Tây Nguyên. Biết. Dạ. Ở đây có tre bông. Tre bông. Ở đồng bằng sông Cửu Long. Cửu Long. Bác. 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 Tây Ninh. Cửu Long. Cửu Long. Tre miền Bắc. Ở đây xóm đất. Ở đây nóng quá. Dạ. Ở đây nóng quá. Không nhưng sao? Mà cây tre là một cái cây rất là dễ thích ứng. Trừ khi nào mà nóng quá hay là những cái cây mà chỉ mọc ở vùng hôn đới thì không mọc được ở đây. Ngoài lợi ích dùng tre để làm những món vật dụng hàng ngày, hôm nay Chris còn được biết tre không chỉ có một mà đến hàng trăm loại. Tại sao có nhiều tre vậy? Ở đây trồng rất là nhiều tre, tại vì tôi sưu tầm ở khắp nước Việt Nam. Tre Việt Nam có rất nhiều loài, mình sưu tầm ở đây để bảo tồn, giữ lại giống và sau đó là nghiên cứu ứng dụng cây tre vào đời sống. Nên là tre chỉ có một loài, vì tre nào cũng nhóm nào. Dạ không. Không? Cũng nhóm nào. Tre rất là khác, nếu mà anh nhìn tre này. Anh nhìn tre này. Không cao khảo. Không cao. Tre này cao và to. Tre này cái lá lớn hơn. Tre này cái lá nhỏ. Tre nào là nhỏ, tre nào là nóng? Trong một bụi tre có nhiều tuổi. Có cây già, có cây non. Không phải là do đường kính mà do màu sắc của thân tre. Đây là hoa. Dạ đúng rồi, đây là hoa tre. Nhỏ quá đúng rồi. Cực hoa thấm, tre nhỏ. Cực thấm. Không. Bao lâu có hoa? Cây này chỉ có hoa một lần. Ở trong vườn có một cây năm nào cũng ra hoa. Bây giờ sẽ đưa Chris xem những cái cây hiếm. Không thường thấy. Hiếm. Cây này là hiếm nè. Cây này gọi là cây nọ bói. Tìm được ở Điện Biên Phủ. Hiếm. Là cây hiếm. Tre hiếm có gì
đặc biệt hả? Đặc biệt đó, tức là cây tre này nhỏ nhưng mà rất chắc chắn. Thì người ta dùng cái này làm cái vàng để trồng cây rất là chắc chắn. Bây giờ sẽ đưa Chris coi một cái cây khác nha. Ok. Hiểu với Chris, đây là một cái cây khác. Cũng thuộc loại hiếm. Hiếm. Cây này rất là đặc biệt. Đặc biệt. Tại sao? Có nhiều gai. Cái nhiều gai lắm. Chris mà đi vô đó rồi hả? Ở trong luôn. Ra luôn. Mi Han. Mi Han. Tre Mi Han. Cô là mẹ. Mẹ của cây này. Cây tre Chris ở đâu? Có thể chọn cây nào tùy theo Chris chọn lựa. Ok, được. Không sao. Chris tự. Đẹp quá. Tre Chris. Tre Chris. Giới thiệu với Chris, đây là một cái cây tre được bầu làm hoa hậu tre Miss Bamboo. Tại sao đẹp nhất? Đẹp nhất tại vì màu xanh thẳng, da láng, và có thể là dùng làm nhiều sản phẩm hay. Làng tre Phú An không chỉ là nơi bảo tồn và nuôi dưỡng nhiều loại tre, mà còn thường xuyên tổ chức những hoạt động cho các em thiếu nhi và các bạn học sinh, sinh viên tìm hiểu về tre cũng như cách bảo vệ môi trường sinh thái. Cô Mỹ Hạnh, người sáng lập làng tre Phú An, luôn mong muốn có thể giúp các thế hệ trẻ sau này nhìn thấy được lợi ích mà tre mang lại, đồng thời vận động mỗi người trồng một cây tre nhỏ để bảo vệ môi trường sinh thái, cũng chính là bảo vệ cuộc sống và sức khỏe của chính mình. Cao trẻ khó quá, giống như làm xích. Chris, làm được cái gì nè? Học cam bớt. Con gào. Chưa hết đâu, ngoài những vật dụng giản dị, các bạn có biết tre còn được làm nhạc cụ nữa. Phổ biến ở khắp vùng miền trên cả nước, lại là bạn đồng hành của cả một dân tộc từ thuở xa xưa khai hoang, dựng nước và giữ nước. À, còn nữa nha, tre là biểu tượng cho sức sống kiên cường mạnh mẽ, cũng như đức tính của con người Việt Nam đó các bạn. Ngoài những lợi ích mà tre mang lại, thì ẩm thực là phần Chris thích nhất. Tham quan làng tre cả ngày, được biết thêm nhiều thông tin thú vị về tre, và còn được thưởng thức hương vị những món ăn dân dã trong khung cảnh làng quê thật không còn gì bằng. Tre xanh xanh từ bao giờ, chuyện ngày xưa đã có bờ tre xanh. Chuyện ngày nay còn vô số những điều thú vị khác mà cô Mỹ Hạnh đã kể cho Chris trong buổi trải nghiệm tuyệt vời hôm nay. Các bạn hãy thử khám phá những điều chưa biết tại làng tre Phú An nhé. Rồi, đây là cái tàu đã xong. Xong rồi ạ. Quân đoàn tàu hình đã hoàn thành. Nhưng để trở thành một mô hình tàu hoàn chỉnh thì đây là gió, đây là nón, nón. Yep, thì Chris, đâu chair Chris, yeah chair Chris, đâu. If you name my name. Ah, okay.